Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột ở tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Tình hình xung đột ở tại Ukraine thì chúng ta cũng đang thấy những lời tuyên bố mang tính chất là thoi thóp để chút hơi thở cuối cùng, như việc bật đèn xanh để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ của Nga. Chúng ta thừa biết nước đi này có thể gây hại được cho Nga về tổn thất liên quan cơ sở tầng cũng như là vũ khí quân sự, nhưng không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường và không thể giải vây cho toàn bộ chiến tuyến của Ukraine được. Những điều Ukraine bây giờ cần nó không phải là chỉ tên lửa tầm xa không, mà cần phải có một kế hoạch viện trợ, hỗ trợ đồng bộ, toàn diện thì mới có cơ hội để khôi phục lại sức mạnh cho quân đội Ukraine thôi. Không phải tự dưng mà cựu tổng tư lệnh hàng đầu của Ukraine là ông Zelensky lại đưa ra lời cảnh báo đáng sợ cho những người lính của Ukraine đâu. Nói rằng những người lính của Ukraine ra chiến trường không có cơ hội để sống sót trở về cơ mà. Cho nên họ cần phải chuẩn bị một cái tinh thần chiến đấu không sợ chết. Nhưng về bản chất có ai mà không sợ chết đâu. Nếu như phương Tây viện trợ đầy đủ, đúng không, toàn diện để cho Ukraine chiến đấu thì nó còn có tinh thần chiến đấu. Chứ bây giờ mà một với chọi 10 thì chọi sao nổi. Một chọi 10 sao chọi nổi. Trong khi ở trên bàn cờ quân sự thế giới thì tiếng nói của nước Mỹ ngày hôm nay nó ví tương đương với lại tiếng ếch nhái kêu dưới gầm cống rãnh rồi. Nó không còn trọng lượng như trước đây nữa. Người ta gọi là lời nói gió bay rồi. Thế trước đây mà Hoa Kỳ mà hè một cái thôi là thế giới cũng rung chuyển đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ mẹ tới hành động luôn, bản thân phần còn lại của thế giới vẫn không có ảnh hưởng gì trước những lời nói và hành động của nước Mỹ nữa. Và sau gần 3 năm thì chúng ta cũng nhìn nhận một phương Tây tập thể đã bất lực và hụt hơi đuối sức trước đó là Liên bang Nga trong cuộc chiến ở tại Ukraine nhằm chống lại Nga rồi. Sự trỗi dậy của Nga Trung và BRICS đang là một trung tâm mới khẳng định cho sự thất bại của thế giới đơn cực, khẳng định cho sự thất bại của quyền uy cây gậy của rốt của nước Mỹ. Chứ bản thân nước Mỹ bây giờ làm gì còn sức mạnh về cây gậy và của rốt nữa. Còn sức mạnh nữa là vũ khí hạt nhân và đối đầu trực tiếp. Hoa Kỳ có làm việc này không? Điều hiển nhiên là không, bởi vì đó là dấu chấm hết cho nhân loại, chứ không riêng một quốc gia nào cả. Nó là dấu chấm hết cho cả nhân loại hiện nay. Thì điều hiển nhiên Hoa Kỳ không thể hành động về việc đấy được, đúng không? Đó là những gì mà chúng ta đang thấy về một thế giới đang chuyển mình từ đơn cực sang đa cực. Vấn đề của Ukraine ngày hôm nay ở trên chiến trường là cần giải vây cho lực lượng vũ trang Ukraine ở tại Kut, gia tăng lực lượng phòng thủ ở tại Donbass cũng như là ở tại Kharkov cùng với Zaporizhia và Kherson. Nhưng mà lực lượng đang mỏng, vũ khí đang thiếu yếu, bị Nga kéo căng trên một cái chiến tuyến dài tới 1.300 cây. Bù đắp lại thì không đủ với số lượng bị tổn thất, bị mất trên chiến trường. Tăng thiết giáp và khí tài phương Tây thì liên tục bị Nga hỏa táng. Làm gì có viên đạn bạc nào để giúp cho Ukraine đâu. Thế bây giờ lại dùng ATACMS. Người ta được cho là việc Mỹ đánh giá hiệu quả đòn tấn công ATACMS là thay đổi cục diện chiến trường. Theo CNN thì quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu lãnh thổ của Nga sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến cuộc xung đột. Đây người ta gọi là trò chơi tâm lý đe dọa một thế chiến, đe dọa vũ khí hạt nhân, thúc đẩy châu Âu phải tăng cường viện trợ cho Ukraine, chứ không phải con đường để thay đổi diễn biến trên chiến trường được. Như kênh truyền hình này lưu ý rằng có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tính hiệu quả của những tên lửa này. Ukraine có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả do số lượng tên lửa mà nước này đang sở hữu là có hạn. Trên thực tế, Ukraine sẽ không nhận đủ ATACMS để thay đổi cục diện cuộc chiến. Đồng thời, ấn phẩm nhấn mạnh rằng quyết định của ông Joe Biden ấy sẽ làm khó cho những nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong tương lai là Donald Trump nhằm giải quyết xung đột ở tại Ukraine. Tổng thống đắc cử Donald Trump có lẽ nghĩ rằng mình có thể tiến hành đàm phán hòa bình, nhưng ông ấy lại phải kế thừa một cuộc chiến mà trong đó tiền đặt cược đã tăng lên đáng kể. Joe Biden đã muốn thúc đẩy chính quyền Đảng Cộng Hòa tiếp tục phải tăng cường chi viện cho Ukraine và duy trì xung đột thôi.
Còn đại sứ nói về mục đích của việc Mỹ cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga này. Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden, như truyền thông đưa tin, đã chấp thuận các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa tầm xa. Mục đích của động thái này có thể là nỗ lực ngăn chặn các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở tại Ukraine. Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga nói về tội ác của chế độ Kiev. Một nhóm đảng viên Đảng Dân Chủ nào đó đang mất hoặc là rời bỏ quyền lực, đang cố gắng leo thang tình hình trong bối cảnh chuyển giao quyền lực cho Donald Trump. Người ngày càng đề cập nhiều tới một số lựa chọn hòa bình để giải quyết xung đột, tức là bằng con đường chính trị ngoại giao. Và tôi nghĩ là nhiệm kỳ của Nhà Trắng hoặc là vệ tinh là phải phá hủy con đường này, tức là ngăn chặn khả năng đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình để chấm dứt xung đột ở tại Ukraine, mà chính quyền ông Joe Biden đang nỗ lực để thực hiện cùng với các vệ tinh của mình. Đồng thời ông nói thêm rằng là vũ khí tầm xa cung cấp cho Ukraine không có khả năng làm thay đổi đáng kể tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt ngày hôm nay. Trước đó tờ New York Times đã dẫn nguồn tin rằng chính quyền Joe Biden đã bật đèn xanh để cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu lãnh thổ Nga. Và kết quả Ukraine đã sử dụng 6 tên lửa ATACMS để tấn công ở vùng Bryansk và đã bị ngăn chặn hoàn toàn và không gây tổn thất về cơ sở tầng cũng như là về mặt con người. Nga tuyên bố là đủ sức mạnh để ngăn chặn và tiêu diệt toàn bộ những tên lửa uy lực của phương Tây đã cung cấp cho Ukraine. Và Ukraine cũng đã sử dụng tới tên lửa tôm xe đầu để tấn công vào vùng cút của gấu Nga rồi, của Liên bang Nga rồi. Đây gọi là quân bài cuối cùng trước khi mà Kiev chút hơi thở. Chút hơi thở cuối mà phương Tây có thể rút ống thở đấy. Còn học thuyết hạt nhân mới của Nga loại trừ chiến thắng trước đất nước trên chiến trường ngày hôm nay. Việc mở rộng danh sách các lý do khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân gần như loại bỏ khả năng nước này bị đánh bại trên chiến trường, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của Nga chia sẻ. Mọi hành động của phương Tây không thể xem nhẹ về học thuyết hạt nhân mới của Nga. Tuyên bố của Tổng thống Putin về những sửa đổi đối với các nguyên tắc cơ bản trong chính sách nhà nước Liên bang Nga trong lĩnh vực đó đe dọa dân đe hạt nhân ấy, đã được phương Tây tiếp nhận một cách thận trọng này. Họ hiểu rằng những điều chỉnh do Tổng thống Putin công bố phần lớn là làm giảm giá trị những nỗ lực của Hoa Kỳ và NATO nhằm gây ra một thất bại chiến lược đối với đất nước của chúng tôi, và kế hoạch mở rộng danh sách các căn cứ sử dụng vũ khí hạt nhân thực sự loại trừ khả năng chiến thắng lực lượng vũ trang của Nga trên chiến trường. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại nhấn mạnh là kẻ thù của chúng ta buộc phải thừa nhận rằng quyết tâm bảo vệ vững chắc các lợi ích cơ bản của đất nước bằng mọi biện pháp sẵn có của Tổng thống Nga đã thu hẹp không gian hành động của Washington và Russell ngày hôm nay. Giới tinh hoa chính trị quân sự phương Tây nhận ra cần kiềm chế hơn với Liên bang Nga trước khi mọi thứ xảy ra tới mức không thể cứu vãn. Giới tinh hoa chính trị quân sự ở phương Tây ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của ý định của Nga và sự cần thiết phải kiềm chế hơn trong hành động của họ để không tham gia vào cuộc xung đột quân sự trực tiếp với đất nước. Chúng ta thì điều này có thể dẫn đến hậu quả thảm họa đối với họ. Họ nhận thấy những cái rủi ro tiềm năng về cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo ông thì nói đúng thì tình trạng u ám tâm trí không phải trong giới thượng lưu của phương Tây. Chúng tôi thấy sự xuống cấp về mặt chuyên môn của tầng lớp quan liêu nhiều năm nay đứng ra thay mặt giai cấp thống trị ở phương Tây. Điều này đặc biệt đúng ở các quốc gia hàng đầu ở châu Âu, nơi có hàng loạt tổng thống thủ tướng luôn đảm bảo lợi ích của tư bản toàn cầu. Ông lưu ý rằng trong những năm qua, những lợi ích này ngày càng mâu thuẫn với phúc lợi của nhà nước và nhu cầu của người dân. Ví dụ như là thỉnh thoảng chúng ta phải giải thích nha cho một cử tri bình thường ở châu Âu rằng có hạnh phúc nào lớn hơn đối với anh ta ngoài việc sống nghèo khó để bảo vệ môi trường, để từ bỏ công việc của mình cho một người nhập cư dưới danh nghĩa là khoan dung và để chết ở tại Donbass vì Ukraine. Ngoài những vấn đề này ra, ông nói rằng là việc tạo ra kiến trúc an ninh Á Âu là lối thoát khỏi bế tắc của chiến tranh đơn hạt nhân. Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy mang tính lịch sử của khu vực vĩ mô Á Âu. Ngày nay khu vực này đang góp phần lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Chính tại Á Âu, nơi có nhiều trung tâm phi phương Tây đang phát triển tích cực nhất của thế giới đa cực, họ đoàn kết với nhau vì lợi ích chung về sự ổn định và hợp tác cùng có lợi trên lục địa.
Trong khi Hoa Kỳ thì đi theo một cái chính sách là mọi quốc gia trên thế giới cần phải quay quanh trục của nước Mỹ và thực hiện theo mệnh lệnh của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Và hiển nhiên thế giới đã trỗi dậy, không thể để điều đó nó xảy ra được. Nga Trung đang trỗi dậy và lãnh đạo BRICS cộng, lãnh đạo thế giới đa cực để chấm dứt toàn bộ thế giới đơn cực. Còn Ngoại trưởng Áo chia sẻ rằng để giải quyết xung đột Ukraine cần sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ ngày hôm nay. Để giải quyết xung đột Ukraine cần có sự hỗ trợ chính quyền mới của Mỹ, Ngoại trưởng Áo chia sẻ này. Rõ ràng là chúng ta cũng cần sự hỗ trợ của chính quyền mới của Mỹ. Đây là cách duy nhất để đạt được một nền hòa bình bền vững, toàn diện và công bằng. Bộ trưởng Áo nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine. Thế nhưng mà chính quyền Joe Biden bây giờ đang muốn phá hoại cái tiến trình này và không muốn đàm phán hòa bình mà tiếp tục phải chi viện quân sự và tiền bạc cho Ukraine để duy trì cuộc xung đột. Theo ông thì người dân Ukraine nên quyết định thời điểm, cách thức, địa điểm để bắt đầu đàm phán chứ không phải tiếp tục chiến đấu trong vô vọng. Không thể có cuộc đàm phán nào về tương lai của Ukraine nếu không có sự tham gia của chính Ukraine. Đối với tôi đây là nguyên tắc cơ bản và chúng ta phải ủng hộ nguyên tắc này. Mục đích của chúng ta là một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững dựa trên luật pháp quốc tế. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Áo nói rằng là chúng ta cần sự hỗ trợ của Brazil, Trung Quốc, Nam Phi, Ấn Độ và các nước khác, đồng thời kêu gọi vượt ra ngoài Liên minh châu Âu và thiết lập đối thoại với các quốc gia vừa liên kê đấy. Bộ Ngoại giao của Áo cũng nhắc lại thái độ trung lập khi trả lời câu hỏi về việc cho phép Kiev tấn công vào Liên bang Nga. Lập trường của tôi vẫn không thay đổi này. Áo này với tư cách trung lập không cung cấp thiết bị quân sự hoặc là vũ khí sát thương cho Ukraine. Chúng tôi cũng không tài trợ cho những nguồn cung cấp đó. Vì vậy đối với tôi có vẻ như là không cần thiết phải tư vấn cho bên thứ ba về những gì họ nên làm hay là không nên làm. Chiến dịch đã kéo dài gần 3 năm. Nỗ lực của phương Tây đang đi vào ngõ cụt và họ chưa thể tìm thấy ánh sáng ở cuối căn đường hầm. Khi mà mọi thứ trở lên bế tắc trên chiến trường đối với chính quyền Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine cũng như là nguồn viện trợ. Chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra khi mà xung đột Ukraine leo thang tới một tầm cao mới. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân sau loạt động thái leo thang căng thẳng gần đây giữa Nga, Ukraine và phương Tây. Sau gần 3 năm khi mà Nga mở chiến dịch quân sự ở tại Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho là đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu lãnh thổ Nga. Đây gọi là bước leo thang mới có thể khởi đầu cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO sẽ nổ ra và bắt đầu thế chiến thứ ba là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đây là một vấn đề nguy hiểm đối với sự tồn vong của cả nhân loại. Chiến sự đang nóng rực, Nga không chấp nhận đóng băng xung đột với Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc đóng băng xung đột với Ukraine đều không được Nga chấp nhận. Vậy mà CNN đưa một nguồn Reuters đưa nguồn tin cho rằng là Tổng thống Putin chấp nhận là lệnh đàm phán lệnh ngừng bắn với lại Donald Trump và lập ra một phi quân sự trên toàn bộ chiến tuyến đấy. Làm sao mà Nga có thể chấp nhận điều này được? Người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov đã phản hồi thông tin do hãng tin Reuters công bố này, trong đó có đề cập đến các phương án chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Reuters thì Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về lệnh ngừng bắn với Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà Nga không chấp nhận được việc này. Mọi mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt bắt buộc phải đạt được bằng con đường ngoại giao hoặc là bằng con đường quân sự. Nếu phương Tây tập thể không quan tâm đến đàm phán, Nga không lựa chọn nào khác ngoài tiến hành chiến dịch quân sự để đạt được mục tiêu của mình. Và tiến trình của bàn cờ quân sự thế giới hiện nay và những gì diễn ra ở tại Ukraine và phương Tây tập thể hỗ trợ cho Ukraine với chính sách thù địch Nga, không muốn Nga đó là chiến không muốn tức là không tôn trọng về lợi ích an ninh của Nga, thì Nga không có gì ngoài việc thống nhất dân tộc để sử dụng đất nước của Nga, đất đai của Nga bảo vệ cho vận mệnh của nước Nga thôi. Cho nên phương Tây tập thể của Ukraine đang thể hiện rất rõ là đuối ơi hụt sức, nhìn thấy sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine đang tháo chạy trên chiến trường. Và thời điểm đã tới cho lực lượng vũ trang Ukraine là đầu hàng trước quân Nga, chứ còn lựa chọn nào tốt hơn nữa ngày hôm nay. Và đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.